Tiếp tục với thông tin về sự cố y khoa nghiêm trọng khiến 7 người tử vong khi đang chạy thận nhân tạo, do đơn nguyên chạy thận nhân tạo của bệnh viện Hòa Bình phải tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra, nên khoảng 105 bệnh nhân sẽ được tạm thời chuyển về chạy thận ở Hà Nội. Sáng ngày 30 tháng 5, 20 bệnh nhân đầu tiên đã được chuyển về chạy thận tại bệnh viện Thận Hà Nội và dự kiến trong ngày hôm nay, 31 tháng 5, có thêm 20 đến 30 bệnh nhân nữa được chuyển về đây giám đốc sở y tế hà nội cũng đã yêu cầu bệnh viện thận hà nội ra soát lại tất cả điều kiện có thể để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tốt nhất nếu bệnh nhân từ hòa bình chuyển xuống không có chỗ ở lưu trú thì cũng phải bố trí tạo điều kiện chỗ ở ăn thuận lợi cho người bệnh